cô bác ơi, bữa nay là ngày 12 tháng 3 năm 2021, còn tính theo ngày âm lịch của mình là ngày 29 tháng 1 năm 2021 đó cô. Thì bữa nay thì mình sẽ khởi động đi chùa. Thì cái tuyến của mình đang thấy ở trước mắt, tức là cái hướng mình đi về Rạch Giá của Kiên Giang, đi theo cái hướng này đó cô á, đi về Rạch Giá của Kiên Giang. Và mình ở đây là cái khu trung tâm của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Còn nếu đi ngược về phía sau lưng của mình, tức là mình đi trở lên Lộ Tẻ, Long Xuyên rồi vân vân, còn đây là khu trung tâm của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ ha. Thì lúc này mình sẽ đi ngược vào trong cái khu trung tâm ở mua thuốc rồi mình mới đi bọc ngược trở về, đi trở về cái đường Long Xuyên. Thì lúc này mình sẽ đi theo cái hướng Rạch Giá Kiên Giang ha cô á. Ở đây là các khu vực của cái bến đò số 10, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Nếu có điều kiện thì mình sẽ chạy vòng lên trên cái khu vực đèn bốn ngọn chợ Long Xuyên để cô bác tham quan được luôn ha. Còn lúc này thì mình sẽ chủ yếu là đi chùa trước, rồi nếu còn dư thời gian thì mình sẽ chạy một vòng đảo để cô bác tham quan đường phố nha. Rồi tại lâu lâu mình mới đi một lần, chắc này mình chạy vô trong kia để đi mua thuốc, rồi sẵn chạy một vòng nhỏ để cô bác tham quan các khu trung tâm nha. Phía trước của mình là cầu số 10 đó cô bác. Cầu số 10 hay còn gọi là cái cầu 4 tẩm 1 ngàn đó. Cái cầu này ban đêm thì đẹp lắm, ban đêm đốt đèn đẹp lắm. Giấc này là khoảng 5 giờ rưỡi rồi, bữa nay tranh thủ lắm mà cũng trễ cô bác ơi. Lâu lâu mình đi thăm đường phố chút xíu nha. Đó, thì ở khu vực của huyện Vĩnh Thạnh mình ở khu trung tâm nè cô bác, thấy chỉ có cái đèn đỏ này à. Từ cái đèn đỏ rồi mình chạy thẳng là đi Rạch Giá Kiên Giang, còn quẹo trái là mình sẽ đi xuống cờ đỏ đó, đi khoảng 16 cây số là sẽ tới chợ cờ đỏ, khoảng chợ đó đó. Rồi chắc là mình quẹo trái mình chạy bọc một vòng để cô bác tham quan cái khu trung tâm nha. Chắc là mình quẹo qua trái nè. Đó, cái cổng kẹt chào vô cái khu trung tâm đó cô bác. Từ đây nếu như mình quẹo trái là mình vô cái chợ huyện Vĩnh Thạnh, cô bác mình thấy bên trái ha. Còn bên phải của mình tức là Bách Hóa Xanh, nhà thuốc Trung Sơn rồi nhân dân. Cái khu ủy ban là bên tay phải của mình rồi cô bác, nhưng mà đi sâu vào khoảng chừng 500 mét nữa thì mình chỉ chạy một cái vòng nhỏ này để cô bác mình tham quan thôi nha. Đây là cái khu vực chợ đó cô bác. Đó, đây là cái khu vực chợ đây, bên tay trái của mình đó nha. Nhưng mà mình không có đi sâu vào trong chợ để cô bác thấy được cái mặt tiền ở phía trước của cái chợ thôi. Rồi chắc là mình bọc ngược trở lại nha đó, tại không có thời gian nhiều. Thôi ôi, gặp chiếc Charlie nữa kìa. Gặp chiếc Charlie mà gặp chiếc Charlie hoài. Rồi chắc là mình chạy bọc trở lại nha. Xe quá xe rồi. Để chủ yếu cô bác mình tham quan một đoạn ở mặt tiền phía trước của cái chợ huyện Vĩnh Thạnh đó. Rồi đi vòng trở lại thì cái giấc này cái chợ là bên tay phải của mình nè. Đó, có bốn ngã rẽ đi vào trong chợ nè cô bác. Chợ huyện Vĩnh Thạnh là cái chợ này cũng rất là lớn luôn. Đó, cái lối chính đi vào chợ nè cô bác, ngã phải nè. Rồi mình ghé tiệm thuốc mua thuốc chút xíu nha.
Rồi cô bác ơi, xong một hộp thuốc nha, 330 ngàn. Rồi tiếp tục di chuyển luôn nha. Rồi chắc là mình hướng lên Long Xuyên nha cô á. Ở đây là khu công an huyện rồi đó, cái chỗ mà làm giấy tờ xe rồi vân vân đó cô bác. Ở mấy chỗ mà việc bắt xe rồi đó, mình vô mình nhận xe rồi lại đó, rồi nộp phạt rồi vân vân đó, khu huyện đó. Còn cái này là cái khu dân cư. Ở bên phải của mình là các khu dân cư đó, mặt tiền có khu dân cư số 10 huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đó. Mấy cái khu này ban đêm á cô bác, ban đêm thì người ta buôn bán được nhiều lắm, còn ban ngày mà thấy vắng vậy đó. Với cái khu chợ hồi nãy mình chạy vô đó, chạy sâu vô trong khoảng chừng 500m hoặc cây số thì trong đó đó ban đêm là người ta đi gặp nhiều luôn, còn ban ngày thì hơi ít chút xíu. Còn này là cái tuyến quốc lộ 80, thì mình ở đây là khu vực của số 10, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Thì cái tuyến quốc lộ này lâu đời lắm rồi cô á, và cũng như là cái trị giá đất ở đây cũng vậy. Thì ở đây là đất mỗi cái nền nhà cô bác, bên tay phải của mình là ở trên bờ ha, còn bên tay trái của mình là dưới mé sông. Dưới mé sông á thì khoảng 200 triệu một nền, 300 triệu một nền. Cái nền bề ngang trung bình khoảng 5m, 5m bề ngang cô á. Và cái hậu là tới sông là khoảng chừng 10m, mười mấy mét thôi, là khoảng 200-300 triệu là trung bình. Và ở trên bờ á, cái nền bề ngang khoảng chừng 10m, bề hậu khoảng 40m thì tính tiền tỷ đó cô á. Cái nền bên tay phải của mình trên bờ nè, bây giờ là tính tiền tỷ á. Theo mình biết thì cái tuyến quốc lộ này được hình thành vào khoảng năm 1919 hoặc là năm 1921, khoảng cả thời gian đó. Tại khoảng thời gian đó là người ta múc cái con sông cái sắn này, cái con kinh cái sắn, ngày xưa kêu bằng con kinh cái sắn. Rồi đắp lên ở cái trên bờ, cái trở thành một cái con đường giao thông đi lại đó, quá đi bộ đó. Rồi lâu ngày nó thành đường đi xe từ từ rồi mới lên quốc lộ tới bây giờ luôn. Quá nhìn ở trên cái bầu trời đó là người ta đang thả diều đó, mấy đứa nít nó thả diều đó, vui à. Rồi hồi đó mình có quay một cái video gọi là mùa thả diều, trời ơi đó, quay chơi đó cô bác ơi, mà cả 100.000 lượt xem á. Còn bây giờ quay thiệt không mà không có lượt xem nào chứ. Đó. Mùa thả diều, cô bác ơi, lên YouTube gõ mùa thả diều phải Thuận Điền CT là ra cái video của mình. Rồi đó quay rất là đơn sơ luôn, mấy năm tới cái mùa cắt lúa là tới cái mùa thả diều đó, mùa cắt lúa đông xuân. Mình cố gắng chạy chậm tương đối để cho nó bớt gió, cô bác nghe được chút đỉnh. Còn mình chạy nhanh chút xíu nữa là nó ù ù, hơi khó nghe. Rất là cũng hơi trễ rồi nhưng mà mình cũng gắng. Ở đây là mình đã tới khu vực của số 8 rồi nè cô bác, tức là tới khu vực của xã Thanh Mỹ rồi đó. Hồi nãy là mình ở khu vực của thị trấn Vĩnh Thạnh đó cô bác, tức là cái khu trung tâm. Rồi giấc này mình đã tới xã Thanh Mỹ, khu huyện Vĩnh Thạnh rồi nè. Đây bây giờ ta bán cây giống nhóc trơn, xài, ổi, cóc gì đủ thứ kìa. Mấy cái đường này đang phát triển. Thank you.
xưa mấy cái nền ở đây nữa cô bác ơi, chừng trăm ngoài 200 triệu nền rồi, trên bờ á, trên mép bên tay phải của mình khoảng 3-4 năm trước, mà bây giờ lên tiền tỷ hết rồi, mỗi cái nền lên tiền tỷ hết. Cô bác thấy hoang sơ vậy đó, vậy đó có chủ hết trơn à, người ta mua người ta để dành đó. Bởi vì cô bác thấy là có nhiều chỗ chưa cắt nhà, nhưng mà thật sự là người ta mua người ta để đó rồi hết rồi. Ở đây là chợ số 8 rồi cô bác, chợ số 8 bên tay phải của mình nè. Ở đây là cây cầu Tôn Chất, tức là cây cầu số 8. Ở đây là có một cái ngã rẽ để mình đi xuống Thạnh Lộc đó cô bác. Có cái đường nhựa, tức là cái đường số 8 nè. Rồi đó cái đường số 8 là ngay cầu số 8 á, bây giờ người ta làm cái đường lộ nhựa ở trên đất ruộng á. Ta phóng cái mặt bằng cho đất ruộng, người ta tẻ một cái đường. Ở bên trái của mình là cái nhà máy xây lúa số 8 á. Gã nói chuyện hò của bác rồi. Tại nói chuyện khi chạy xe nè, của bác mình phải gồng mình lên nói chuyện. Nói chuyện cái âm thanh nó to khoảng gấp 2, gấp 3 lần cái âm thanh thường. Ở đây là tới cây cầu số 7 gửi đi, ở số 8. Rồi gần tới số 7. Ở đây là mình kiếm xe nha các bác, mình đang kiếm xe đó. Mình lái số 10, số 9, số 8, số 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 là tới lộ thẻ đó. Số 7 luôn. Ở khúc số 7 là có hai ba cây cầu đó. Đó mình tới cái chùa số 7 đó cô á. Chùa số 7 là qua khỏi cái xe tải phía trước chút xíu đó. Còn ở đây là những cái chỗ mà người ta để máy bãi đó cô, máy gặt đập liên hợp đồ dân dân đó. Rồi rất là kẹt đường luôn. Trời ơi ở đây chắc dính bản quyền quá. Biết qua cái chỗ này để dính nhạc bản quyền. Sao xui ra trong cái chỗ hát nhạc. Trời ơi tài xế là lái quá dữ. Sẽ lái quá khéo luôn ha. Nhiều khi đi mà gặp mấy ông tài xế yếu yếu quá cô bác ơi, ông vô mấy cái ngõ trong nhà lấy qua lấy lại mấy lần nó mới vô được. Còn tài xế này khéo ha, lấy cái đuôi vô cái một là lịnh liền. Có cái đợt có ông tài xế đó cô bác, ông quay đầu xe lại cái tiếng quốc lộ này nè, ông quay đầu xe lại mà ông mới biết chạy á, ổng quay đầu xe cũng tròm tới tròm luôn, quay hoài quay không được cô bác. Rồi cái bắt đầu ông tài xế của cái xe kia bị cản đường, mà cản cái đường ta đâu có qua được. Ông cứ thục tới thục luôn hoài, cái ông tài xế bên xe kia ông nhảy qua ông lái giùm luôn. Trời ơi nó quýnh đó cô bác. Dòng cái kiểu mà quay đầu xe lại mà cái xe ô tô cái xe bảy chỗ đó mới biết chạy hay gì đó không biết, quay đầu lại quay không được. Cái quốc lộ này là bề ngang khoảng 7-8 mét mà quay không được. Quay hồi cái xe người ta nó đùng đóng nhóc cho nó. Rồi các ông càng quýnh thêm nữa. Càng lính quýnh nữa. Ở bên tay trái của mình là cái bến đò số 6 đó cô bác. Còn bên phải của mình là mấy cái dựa tôm cá hải sản rồi đó.
ốc rồi đó. À, và cái chợ số 6 bên tay phải của mình luôn. Cái chợ số 6 nè cô á. Chợ này chỉ nhóm buổi sáng thôi. Buổi chiều rồi thì thấy đóng cửa liên tục. Cái chợ nhỏ. Nhìn đường rồi phân tâm hết cái đường thôi. Mình đang ở khu vực số 6 nè. Chút xíu nó sẽ tới số 5. Ở đây là cây xăng số 6 luôn. Bây giờ là xe cộ nó trơn hồi trước à, còn mấy tháng trước xe cộ nhiều lắm rồi, tại vì mấy cái xe lớn rồi bây giờ người ta đi cái tuyến cao tốc hết à, có nghĩa là cách đây mình khoảng chừng 500 đến 700 mét bên tay phải của mình có một tuyến cao tốc nó song song với cái đường này nè cô á, nó kéo dài từ Kiên Giang, từ Rạch Giá Kiên Giang á, nó chạy qua bên Đồng Tháp. Ra là bây giờ người ta đi đường dài á, rồi người ta đã rẽ qua cái tuyến cao tốc qua bên kia song song với cái tuyến này nè, cái bên tay phải của mình á, tức là ở trong đồng á, ta đi cái tuyến đó hết rồi. Còn những cái tuyến mà đi đường ngắn thì mà người ta mới đi đường này. Ở đây là quẹo phải là cái chợ số 5, tức là cái đường vô bờ ớt đi Vĩnh Bình rồi đó cô bác. Là cái cầu số 5. Nhiều khi ở một số mà nó có mấy cây cầu luôn cô bác, chứ không phải một cây nha. Nhiều khi ở số 6 hai ba cây cầu, số 7 hai ba cây cầu, trong khi số 4 có một cây cầu, số 3 hình như cũng có một cây cầu, còn ở số 2 hình như là hai cây cầu ấy. Cầu nhỏ cầu lớn. Còn khu số 10 của mình cũng 2-3 cây cầu. Và tại vì ngày xưa ở bên tay trái của mình là cái con sông Cái Sắn nha cô bác. Rồi cái ngày xưa cái người ta thấy cái chỗ nào ở trong đồng đây nè, ở trong đồng này có phèn rồi, có bắt đầu người ta đào cái con kinh, người ta xả nước ra thôi. Thành ra không có kể là bao nhiêu mét đâu, nhưng mà trung bình là khoảng cây số. Trung bình là khoảng cây số người ta đào con kinh để xả phèn. Và giả sử như cái chỗ nào mà phèn nhiều á, ở đây mình tới cầu Đốc Đinh rồi nè, chỗ nào phèn nhiều á thì nó nhiều cái đầm trũng á cô á, thì người ta sẽ đào nhiều đường, thì thành ra mình có nhiều cái cống. Còn ở chỗ nào mà nó tương đối bằng phẳng á thì người ta chỉ đào đường một thôi, thì thành ra nó chỉ có một cái cống đó. Nhưng mà trung bình ta quy định là khoảng cây số là đào một cái con kinh để xả phèn, chỗ nào nhiều phèn quá thì đào nhiều con kinh vậy thôi. Rồi. Ô diều ở trên đầu mình nhấc trên nữa kìa. Nếu như
như à, tiện đó, thì mình sẽ chạy một vòng lên Long Xuyên đó cô bác tham quan cảnh Long Xuyên nha. Còn thấy mà trễ quá thì hạn là dịp tới. Ở đây là tới khu vực số 4, ở đây là cái bãi phế liệu ở số 4 nè cô bác. Bãi phế liệu Gia Chai rồi Vĩnh Long nè, ở số 4 nè. Bãi phế liệu rồi cũng dữ dội lắm. Với mấy cái máy nội địa cũ nè, máy gạt đập, máy cắt, máy nổ, máy động cơ gì từ lưa đó, máy nhóc chờ. Ở đây là Tôn Hòa Phát bên tay phải của mình. Hồi tới cây xăng rồi, ghé mua xăng cái cô bác mình có mua xăng á. Cô bác mình mua ở những cái cây xăng mà Petrolimex đó cô bác. Những cây xăng đó thì cái chất lượng nó khá tốt, còn những cây xăng khác đó thì mình không có dám chắc không, tại vì mình bị nhiều lần rồi. Mua về cô bác ơi, đợt rồi cũng vậy, mua về cái bình 5 lít, đợt rồi mua mấy cây xăng thường đó cô bác ơi, mua cái bình 5 lít mà mua chừng 2-3 lít đó, để khoảng chừng 1-2 tuần nó bắt đầu nó đóng xuống một lớp nước. Cô bác thấy ghê chưa, để trong cái bình đó cô bác 1-2 tuần nó bắt đầu nó đóng xuống một lớp nước ở dưới, có nghĩa là nó pha nước nó chẳng có cô bác, xăng giả đó, nó pha nước nó chẳng á. Thật ra giả sử như mình mua xăng mà mình đổ vô cái xe mình á thì mình đâu có biết được cô bác, chỉ khi mình mua mình đổ trong bình á thì lâu ngày nó đóng nước mình biết. Còn cái đợt trước nữa cô bác ơi, là mình mua cái bình 30 lít mà mua khoảng chừng 20 mấy lít à, tới cái xăng xăng Petrolimex rồi cô bác. Mua những cái xăng này nè, nó an toàn hơn nè, đảm bảo hơn. Anh nói em 60. Rồi để mình kể tiếp cho cô bác nghe, tại cái bọn ác cô bác ơi. Cô bác thấy mấy cái đợt rồi đó là bắt biết bao nhiêu mấy cái cây xăng, với bắt biết bao nhiêu mấy cái vụ mà xăng giả đó cô bác. Mới hôm qua kia gì cũng bắt mấy cây xăng giả nữa. Cái bọn này nó ác lắm cô bác ơi. Mấy cái xe của mình nó chạy giết rồi nó hư đồ hư đạc chứ. Tại vì chạy mà xăng mà pha nước mà còn gì. Mình tới khu vực số 2 đó. Cái đợt trước á mình cái bình 30 lít đó cô bác, mà mua khoảng chừng 20-20 mấy lít trong thùng á, để khoảng 1-2 tháng mình xài mới hết. Tới chừng mà gần hết rồi coi lại dưới đáy đóng lên khoảng chừng 2 lóng tay nước đó cô bác, là khoảng cả lít mấy nước, 20 mấy lít xăng thì cả hơn 1 lít nước ở trong. Cô bác thấy dữ dội không, để lâu rồi coi chừng là nó còn lắng nước xuống nhiều nữa. Rồi đã rồi cũng vậy cô bác ơi, mua đổ trong cái bình á, cái bình mình để mình xài á, cái tới chừng mà khoảng 1-2 tuần rồi cái coi một lớp nước ở dưới nữa, trong khi cái bình của mình khô gan sạch bon à. Ở đây là tới khu vực số 2 nè, qua xá rồi, cái đám ma mà làm linh đình quá. Ở đây là tới cái cầu số 2, tức là cầu bờ ao nè cô bác.
gần tới cái chạy số 2 rồi đó nha. Bởi vì cô bác có mua thì mình gắn vô mấy cái cây xăng mà Petrolimax, hoặc là vô cây xăng nào cô bác cảm thấy có uy tín đó. Chứ bây giờ là người ta bắt chấp thủ đoạn, miễn cái gì có tiền là người ta làm, người ta không có nghĩ đến cái thiệt hại của người khác đâu. À, bên phải của mình là khu chợ số 2, còn bên trái cũng là cái mặt tiền ở dưới sông của chợ số 2 đó cô bác. Đó, khu chợ số 2 đó. Những cái chợ này thì mình quay rất là nhiều rồi. Cô bác lên YouTube gõ chợ số 2 phải Thuận Điền CT là ra rất là nhiều. Ở đây thì cũng có mấy cái tiệm cơm chay luôn cô bác, cũng rất là tiện. Trời ơi, cái văn này giống văn đi phượt quá ha. Có mấy cái tấm phản quang nữa kìa. Cái xe của mình nó hư cái kèn mà quên sửa nữa. Mở cái xe ra coi cho nó, chắc nó bị sét ở trong quá à. Mấy cái đợt mình đi mưa á, mưa dầm mưa về. Người ta cũng hư mà xe cộ cũng hư. Nói xe tốt tới đâu tốt cô bác ơi, cũng thời gian cũng phải hư chứ. Nó đỡ hư hơn mấy xe Trung Quốc thôi. Rồi thời gian cũng phải hư thôi. Người ta mà còn hư lên hư xuống, bệnh lên bệnh xuống. Ôi, xe lớn, xe nhỏ nhường xe lớn đi cho nó an toàn. Ở đây là mình tới cái cầu đường xuồng rồi cô bác ơi. Cầu đường xuồng hình như là cái cầu, cái cầu số 2, số 2 giáp với số 1. Ở đây là có cái tuyến để rẽ qua cái cầu Dầm Cống đó cô bác. Đây là cái nhịp dẫn đưa qua cây cầu Dầm Cống á, cô bác xem thấy ha. Mình chạy khoảng chừng 3 cây số mới tới cái chân cầu Dầm Cống. Cái này là cái tiếng rẽ qua nè. À, cô bác thấy là xe cộ người ta bên cầu Dầm Cống người ta đổ qua đó cô bác. Đâm hết rồi ha. Cái đó cũng là cái tuyến cao tốc ở phía bên trong đó cô bác, nó giao vô tuyến cao tốc đó. Bởi vì những cái xe đường dài á, người ta đi cái tuyến cao tốc á, là tới chỗ này cái bắt đầu người ta bọc ga để người ta đi Châu Đốc nè. Phải, nó có cái đường rẽ xuống ở ngay cái lộ tẻ ở trên kia thì nó đỡ, ở trên đó nó không có cái đường rẽ xuống, thành ra người ta phải rẽ cái lối này rồi đi bọc ngược lên, nó hơi bất tiện. Ở đây là cái nhà máy xi măng rồi cô bác, nhà máy xi măng này cũng lâu lắm rồi, lâu đời lắm, quá bụi rồi. Ôi ôi, mệt mù luôn cô bác. Cô bác thấy đứa nhỏ ở cái xe đằng trước rồi nó dụi con mắt rồi, là cô bác thấy rồi đó. Thế mà mình cũng đang dụi con mắt rồi. Đáng lẽ ở đó là phải xây tường thành hoặc là có những cái lưới rào chắn nữa cô bác, để nó ảnh hưởng tới môi trường, những người chạy xe ngang người ta khói bụi. Đó, mình sắp tới lộ tẻ đó, là mình đang ở số 1 đó.
thì cũng có mấy cái nhà máy nè cô bác, nhưng mà ở đây người ta làm rất là im á, có nghĩa là người ta xây bít bùng nữa luôn cô bác, thành ra nó đỡ khói bụi dữ lắm. Người ta lộ tẻ rồi đó. Trời ơi, cái này hai mẹ con mà mang dép cặp luôn mới ghê. Mang dép cặp luôn đó cô, cái xe trước mình. Chở chiếu hồi đó người ta ghe chiếu Cà Mau, mà bây giờ chiếu Cà Mau rồi đâu có còn ấy nữa. Ở đây là có chiếu Định Yên cô bác ơi, ở đây có mấy cái xóm chiếu ở Định Yên là ta còn dịch chiếu nhiều, còn mấy chỗ khác thì nó hơi ít rồi đó. Tới lộ tẻ rồi cô bác, nếu ở đây mà mình đi thẳng bên tay phải của mình là mình sẽ đi xuống Cần Thơ, đi xuống Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều rồi vân vân. Còn mình đi mà quẹo trái á, là mình đi lên Long Xuyên. Trời ơi, chút xíu nữa sập cái hố. Trời ơi, chở con chó rồi đã không? Cô bác con chó kìa. Trời ơi, chó đã không? Chó nó ló cái đầu rồi. Rồi, chắc này qua đường nha. Qua đường là mình cặp theo mấy cái xe lớn rồi cô bác. Anh Giang phải cặp theo mấy xe lớn nè, có nghĩa là nó chắn đường cho mình đó cô bác, rồi mình qua là nó sẽ rất là an toàn luôn. Nó giống như cái bức tường thành nó cản ở phía trước hết rồi. Rồi ở đây là mình đã tới cái khu vực của cái trạm thu phí cũ. Cái trạm thu phí này bể kế hoạch rồi, tại vì nó gần với cái trạm thu phí ở Ô Môn, Cần Thơ, thành ra hai trạm gần quá, người ta biểu tình người ta không có cho thu, rồi bây giờ nghỉ rồi, thu được mấy tháng rồi nghỉ rồi. Trời ơi sao áo cặp nữa đó. Tới khu vực của cái sắn rồi đó cô bác. Ở đây là cái khu giáp ranh giữa Thốt Nốt và Mỹ Thới Long Xuyên của An Giang á. Khu vực giáp ranh đó của tỉnh này với tỉnh kia đó, ngay cái chân cầu là cái ranh đó cô bác. Ở đây là mình tới cây cầu cái sắn lớn rồi nè. Sắn lớn nè. Đường đang theo dõi lúng. Chỉ có ở Việt Nam mình mới có mấy cái bản hiệu thấy thương. Đường mà đang theo dõi lúng. Cô bác nào có coi video chở cái sắn thì lên YouTube mình gõ chở cái sắn phải Thuận Điền CT thì mình đã quay hai cái video ở cái chở cái sắn này nha cô bác. Cái này là dành cho những cô bác nào mới á, cô bác nào cũ fan ruột của mình á thì đã coi hết rồi. Đây là cầu cái sắn lớn, còn ở trên kia là cầu cái sắn nhỏ. Thì để cô bác nào mới coi lần đầu á thì mình nhắc lại chút xíu nha, tại vì có một số lý thuyết người ta nói ngày xưa ở đây có cái sóng nước, cái sóng nước gọi là cái sấy nước đó cô bác, cái sấy nước nó quặn từ cái sông, cái con sông nhỏ này nó đổ ra sông cái đó, nó có cái quặn nước nó sấy, nó sấn lại đó, sấn nước á, sấy tròn tròn như cái quặn như đó cô bác, thành ra người ta gọi ở đây là cái sắn, khu vực cái sắn có cái sóng nước á. Rồi trên này thì cũng có cái ngã ba có cái sóng nước nữa, nhưng mà nó nhỏ hơn, thành ra sóng nhỏ sóng lớn. Nhưng mà cái lý thuyết đó mình thấy nó không có khả thi lắm. Có một cái lý thuyết khác nữa, người ta là gọi là ở đây có cây sắn, ở cái khu vực cái chỗ hồi nãy cây cầu nãy cô bác là có mấy cái cây sắn,
cô bác nào mà dân miền Tây á, dân sông nước á, mình sẽ biết cái cây sắn. Cái cây sắn người ta lấy cái vỏ để sắn chài lưới rồi á, rồi để cho nó săn á. Nó săn cái chỉ á cô bác, nó không có bị dính nước á, nó nhẹ lắm. Nhất là hồi đó là nhà mình có làm gió rồi dân dân á, làm gió chài rồi á. Cái mình sắn lại, có nghĩa là đập nát cái vỏ của cây sắn á. Trời ơi, gió nó chịu mệt đó. Gắn gầm cổ lên mà tại cái tội nhiều chuyện. Ở đây là cái sắn nhỏ nè cô á. Quẹo phải là mình tới cái phà dầm cống á. Rồi, để qua cái phà dầm cống đi rồi mình kể tiếp về, về cái vụ cái sắn. Đó, cái phà dầm cống cũ đó cô bác ơi. Ủa mà cũng đâu có cái phà dầm cống mới. Có nghĩa là bây giờ người ta đã ít đi rồi. À, bây giờ người ta đã đi cái cầu dầm cống rồi. Đó. Rồi dắt này mới kể tiếp nha. Sao dắt này đông dữ vậy? Sao rất là muốn ách xì hoài đó. Vì cái lý thuyết đó, để kể tiếp cái này, kể giết thời gian nha cô á. Thì thành ra ở đó đó có rất là nhiều những cái cây sắn. Cây sắn là những cây sắn ta lấy vỏ để sắn chài lưới đó nha. Thì mình thấy cái lý thuyết đó nó có khả quan không? Ở đó cây sắn có rất nhiều những cái cây sắn ở ngay cái dàm đó đó. Thì thành ra người ta gọi là cây sắn lớn. Cái chỗ có cây sắn lớn á cô á, chứ bằng cây sắn chứ không phải cái sắn. Cây sắn rồi sau này mình đọc chạy lên gọi là cái sắn, chứ thật ra là cây sắn. Nhưng mà vì cái đường nước ra nó nhỏ á cô bác, nên người ta gọi là cái chỗ cây sắn nhỏ. Nó cũng có cây sắn nữa, nhưng mà cái chỗ nước đổ ra nó nhỏ gọi là cây sắn nhỏ. Rồi cái chỗ mà cũng có sắn nước nữa, có cây sắn nữa, nhưng mà nước nó đổ ra cái dồi lớn gọi là cái chỗ cây sắn lớn đó cô bác. Thì cái lý thuyết đó nó thuyết phục hơn là cây sắn. Rồi trên này á có một cây cầu chút xíu mình sẽ chạy qua, đó là cây cầu cái sao, bây giờ mình kêu là cái sao. Nhưng mà nghe nói ngày xưa trên này á là có trồng một số cây sao. Cái cây sao á cô bác, mà mình thấy cái lý thuyết có thể đúng. Tại khu vực nào trước đây á, mình thấy người ta còn một số cái di tích mấy cái cây sao á cô bác, ta trồng cây sao nhiều lắm. Cái gỗ sao người ta làm xuồng ghe đồ cô bác, sao sông lớn rồi dân dân đó, ta có trồng sao. Mà chút xíu cái chùa mình ghé cũng có cây sao nhiều lắm đó. Là ngay ở cái chỗ cái gạch đó đó, người ta trồng rất là nhiều cây sao, thành ra người ta gọi là cây cầu cây sao. Đó, cầu cây sao. Rồi lâu ngày mình đọc chạy thành cầu cái sao. Ở dưới này là cầu cây sắn, có rất là nhiều cây sắn. Lâu ngày mình đọc thành cầu cái sắn. Đó. Ở trên kia là có một cây cầu gọi là cầu cái sơn. Cái sơn thì mình không biết làm sao cô bác, tại vì ở trên đó là chuyên sơn xe, sơn xe rồi đó. À, nó không biết nó có liên quan tới cái vụ sơn xe hay không, nhưng mà cầu cái sơn trên kia thì người ta chuyên tút xe, làm đồng xe rồi cô bác, sơn dặm xe rồi đó. Nó không biết nó có liên quan tới hay không. Rồi, ở đây là mình đã tới khu vực của cái dung. Cái dung này mình không có hiểu cái nghĩa là sao cô bác. Cái dung là thật sự không có hiểu. Tại vì nó, nếu như nó cái vung á, cái vung, cái nắp vung là chữ V phải không? Còn cái này cái dung. Giờ ông dung. Ung là ung, giờ ông dung. Có thể đọc chạy từ cái chữ vung mà ra chữ dung không biết chừng. Hoặc là cái chữ dung nó có cái ý nghĩa riêng mà mình không hiểu. Cái này là, cái này là có cái câu ngạn ngữ người ta nói cô bác ơi, điều ta biết chỉ là giọt nước, còn điều ta chưa biết là cả một đại dương nữa. Không thể nào biết hết được chứ. Biết được phần nào đỡ phần đó. Mà sai rất là nhiều cô bác ơi, không có chính xác đâu. Giờ mà ngồi yên mà nói mà còn chặt, mà huống chi vừa chạy xe mà vừa nói nó còn chặt nhiều hơn nữa.
đó mình tới cầu Cái Sao đó cô bác, mà nghe nói ngày xưa gọi là cầu Cây Sao. Cái cầu ở chỗ này có rất là nhiều cây sao, giờ ở đây có một cái chợ gọi là chợ Cây Sao luôn, sau này mình đọc chạy đi gọi là chợ Cái Sao đó. Theo mình biết thì nó vậy, nhưng mà không biết đúng hay không thì không dám chắc nha, có thể mình nói chặt mà cũng có thể hên xui nói đúng không biết chừng. Nhưng mà cái chợ này giờ giải tỏa cô bác, giờ lên xích ở trên khoảng 500m bên tay phải, chút xíu mình sẽ quẹo vô cái nữa để cô bác xem. Lần nào đi mình cũng quẹo ở đây trơn tại nó tiện đường á, cho cô bác thay đổi không khí. Bên trái là Bách Hóa Xanh, bên phải là chợ Cái Sao đó, chợ Cái Sao mới đó cô bác. Cái chợ Cái Sao cũ là bên tay trái dưới chân cầu hồi nãy mình vừa chạy qua. Rồi các anh quẹo vô đây chút xíu nha, để cô bác mình thay đổi không khí ngắm cảnh đồ chơi. Ở đây là bán quần áo, giày dép, đồ dân dân đó, đó nón nải, quần áo, giày dép. Ở đây là 39k, 35k đồ dân dân, 135k. Người ta có để giá sẵn là mình mua nó cũng dễ. Đó, cô bác mình thấy không? Giấc này lên đèn là khoảng hơn 6 giờ đó cô bác ơi. Ở đây 70k quần áo, đồ si cũng có, đồ thường cũng có, đủ loại cho nó cô bác mình thấy đó ha. Đó, từ đồ trẻ em, đồ của người lớn, đồ dân dân. Ở đây là đồ trẻ em, bên tay trái của mình hoa kiển, bên phải của mình cũng là hoa kiển luôn, rất là nhiều hoa luôn ha. Ở đây là xoài, xoài chín, xoài sống, trái cây, đồ ăn thức uống gì nhóc trơn luôn cô bác ơi. Đó, bên trái, bên phải, bên trái của mình là các khu nhà lồng chợ đó cô bác. Nếu có dịp mình đi ban ngày buổi sáng cái gì thì mình sẽ chạy vòng đó cô bác tham quan, còn cái giấc này cái buổi chiều tối đó cô bác ơi. Mình coi cái cảnh chung chung thôi ha. Ở đây là đu đủ nè, hồ trái đu đủ bành bành, dừa, bơ gì nhóc lên trơn, đủ thứ trơn. Rồi chắc là mình đảo lại nha. Rồi cái máy của mình còn pin không cô bác ơi? Còn pin chắc tới chùa được. Rồi chắc là mình quay ngược trở lại nha. Ở đây là cái khu vực của cái nhà lồng chợ ở phía bên trong đó cô bác, đi sâu vô cho mắt. Rồi cô bác mình thấy ha, người ta bán ở bên lề nè, ví dụ như ở đây là vú sữa, khoai, chuối, cam, quýt rồi dân dân nhóc chơi đó. Bắp luôn, bắp sống luôn, mua về nấu cũng được luôn. Ở đây là quýt nè cô bác, hoa dân dân, mình đang nói bên tay phải của mình đó nha. Cái này ban ngày buổi sáng là chắc người ta bán nhiều hơn, ban đêm thì chắc hơi ít một chút xíu. Chạy chậm chậm gì nói chuyện dễ nghe nè. Đó, nhưng mà chạy gì không biết chừng nào mới tới chỗ. Đó, ở đây là chậu hoa rồi dân dân đó. Phía trước ngay cái ngã ba của mình là người ta bán hoa hai bên luôn đó cô bác. Hoa rất là nhiều ha, hoa kiển đẹp đẹp không à. Đó. Còn mấy cái đồ này thì mình không có xài được. Đó, quần áo phía trước mấy cái shop này khổng lồ luôn ha. Đó, ở đây là bạc hà, ổi, bánh bao luôn, rồi tới quần áo luôn, áo khoác, quần sọt rồi dân dân, ba lô, túi sách, rồi ngừng giữa đường luôn, 100k cái quần, 3 cái 100, 1 cái 35, jean 140, jean nam 150. Rồi. Dây nịt, cam, quýt, ổi, xoài đủ thứ luôn, dép. Đó, rồi quán ăn luôn, rồi bên kia là Bách Hóa Xanh luôn, mua gì cũng có luôn. Rồi, ở đây bánh bông lan luôn, rồi rất hay, đi lên chùa luôn. Cái này mà vừa đi chùa mà vừa đi chợ luôn nha, đa năng luôn. Cái này tham quan thay đổi không khí cô bác ơi. Tại quay phim á, không có quay phim á thì mình đâu có đảo vô chợ, vô chợ làm gì.
mà có quay phim hòn đảo rồi đó để cô bác mình tham quan thay đổi không khí. Cái gì nữa, sao mấy chỗ hát nhạc lắm, chỗ hát nhạc là dễ bị bản quyền lắm, dính bản quyền á, dính bản quyền là cái video của mình bị trục chặt liền. Nhà hàng Rạng Đông, cơm phần cơm dĩa. Ở đây là cái điện máy xanh rồi cô á. Ở đây là đèn đỏ được phép đi thẳng. Bên trái là cái cửa hàng xe Honda. Cái Hứa Tâm Từ. Bên phải của mình là cái showroom của Kia, cái showroom khổng lồ luôn. Mình đã tới cái chân cầu gạch ngồi bé rồi đó cô bác ơi. Tại vì ngày xưa nghe nói ở đây có cái ngồi nước mà nó nhỏ, thành ra người ta gọi là cái rạch, cái con rạch con kênh đó cô bác. Con rạch thì nó nhỏ con kênh nữa. Con rạch rồi tới con kênh rồi mới tới con sông, rồi nó tới cái biển rồi vân vân ha. Thì ở đây nghe nói có cái rạch mà nước nó chảy ít thôi, cái ngồi nó nhỏ là gọi là rạch ngồi bé. Trên kia có cái rạch nước nhưng mà cái rạch nó lớn hơn, gọi là rạch ngồi lớn. Sau này mình đọc chạy đi, gọi là rạch gồi bé, rạch gồi lớn. Giờ cái tên chính thức bây giờ gọi là rạch gồi chứ không phải là rạch ngồi nữa. Nhưng mà theo mình nghĩ là rạch ngồi mới đúng. Cái ngồi nước đó cô bác. Rồi giấc này mình sẽ bọc vô nha, vô chùa nha. Vô cô bác ơi, ở này là dưới cái chân cầu gạch ngồi bé, gạch ngồi bé. Cái chùa này gọi là chùa Phước Thạnh, tại đó đi viết rồi nó quen rồi. Quen đi theo thói quen cô bác ơi, cái chùa thì chỗ nào cũng có, đi theo thói quen. Mình tới chùa đó. Tới đó cô bác ơi. Tới đây tắt xe dắt vô chùa cho nó yên tĩnh. Gần tới cái giờ cũng công phu luôn rồi. Tại mình đi hơi trễ. Tới giờ công phu thì làm lễ nó hơi dương díu cô bác chút xíu. Dắt xe vô. Có gặp bạn này kìa cô bác ơi, đâu có quay cái xe lại. Có gặp bạn đứng đầu ở ngoài kia kìa. Tới giờ công phu rồi. Rồi. Ra xe đi về. Lại lâu chưa? Rồi, đứng đầu hôm nay mặc đồ đẹp quá ha. Hả? Tính đi về. Dạ. Lại sớm dữ hả? Tại đi sớm. Đã này dặn công chuyện. Mẹ la phải không? Đi chở mẹ la ha. Mẹ la. Đi mấy người bữa nay, đi mấy người? Có gia đình tu dạ. Có gia đình hả? Thì cái giấc này là chuẩn bị công phu ở bên trong rồi đó cô á. Còn ở ngoài thì lên đèn rồi nè. Được cái gia đình của bạn nướng đồ kìa, ổng với ngoại kìa. Chuyện của mình, gia đình mình thôi. Luyện đồ không đi hả? Đồ nó bị kẹt công chuyện rồi. Chị chồng con lo kéo rồi. Thôi, rồi tới đây mình ngưng hả cô á. Chút xíu rồi mình sẽ quay cái đường về tiếp tục. Rồi cô bác ơi, chắc này mình về tới huyện Vĩnh Thạnh rồi đó nha. Mình chạy bọc vô trong khu trung tâm huyện nè, mới bọc tới ga lại nè. Tức là cái chỗ cái đèn đỏ hồi buổi chiều đó. Mua số đồ lặt vặt đó cô. Tại vì mình đi gấp quá đó. Đi mua thuốc thôi, thuốc là quan trọng nhất thôi, mình mua trước. Mấy cái đồ lặt vặt thì cái này mình phải chạy đi mua. Tại hồi nãy trên chùa đó cô á, gặp bạn thành ra về trễ chút xíu. Thành ra cái đường về mình không có quay, tại nó tối quá, nó khuya quá.
quên nói cái lời nói sau cùng. Thật ra lúc này mới nói cô bác ơi, mình về tới chỗ luôn rồi đó. Rồi video mình tới đây ngừng luôn, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha.